Em chào cả nhà nhé. Hôm nay em lên nhà em gái. Em gái dở lú được nhiêu cá này cả nhà. Giờ em và em gái sẽ kho với tép mỡ ha cả nhà. Giờ em mời cả nhà cùng em và em gái cùng làm và cùng ăn nhé. Cái sọc gần hơi xíu mà sao nó có trứng đây? Nó bỏ miếng tép mỡ vô. Nước bào. Ayo. Đi ra ngoài hái mớ rau vô ăn. Cho một chút nước vô nha cả nhà. Rồi bẻ mấy trái ớt bỏ vô. Giờ mình để cho cá liu riu đây đi, cái mình đi ra ở bên hông nhà em gái rồi có gì mình bẻ bỏ vô với mình chấm ăn ngay cả nhà. Đi thôi. Ra đây kiếm rau rác gì ăn. Ngày mưa gió quá, đỏ chắc nhiều. Để về trái ớt gì trắng đi. Ồ, bữa nay ớt cái cây ớt gì mà trái bự dữ vậy? Nè. Cây ớt nó bự quá. Ồ, cái này. Rồi cứ bẻ đi. Nó bẻ cái chùm đó ra. Trái bự bự không? Bẻ trái bự á. Nhìn nó cay lắm. Thơm á. Mà cái này ai ăn cay được một cái là hả nó giòn. Rồi. Đi ra đây kiếm cái ớt cái trái là cái nhà. Hóa cái trái luôn. Cái cây nó bự, cái tàn nó bự. Ở quê. Ô bữa nay có trái đu đủ, cây đu đủ này có cái trái nữa nè. Ủa cái đu đủ này mình đem vô mình chấm cá kho được không ta? Ồ có cây ớt nữa nè. Ớt he thì ớt sừng đó thì chỉ có mấy ngày ra cái nó thay đổi đó ta. Đâu bẻ cái này vô chấm cái kho ăn được không cưng? Bẻ mấy cái đọt non này được không cha? Bẻ cái đọt non này ha. Nghe cái đọt này nó non nè. Nên bẻ vô mình chấm cá kho thử hay ngon không? Bẻ lá rồi. Hai lá đi. Này. Quá non luôn. Quế thì không non nè. Ở đằng này có đám quế non nè. Chú chát này bữa nay sao nó cũng chưa có lớn nha. Chú này sao mà nó lâu lớn như cưng. Bữa nay cái quậy chú này cho thấy nó lâu lớn nha. Nó lâu lớn quá à. Nhổ nhánh gừng ấy, gừng bỏ ăn ngon quá, bẻ vô ăn với cá kho ngon lắm á cưng. Nè em nhổ cái nhánh gừng ấy, mà nhánh gừng nào ngon ngon á. Bỏ ăn ngon quá cả nhà, nhánh gừng đó. Vô đây con đấm rồi má, hai mới rồi má. Ừ.
Giờ này gió thổi hiu, bữa nay trời không có mưa. Chị cũng ăn gạo ít lắm, em bẻ gạo ít thôi, bẻ dài cọng được rồi, tại vì ăn ít đó cả nhà. Được rồi, bán nó tốt. Quế đây non nè. Cái đám gừng này nhỏ được không? Nhiều đủ ăn à. Em coi cái có nhánh gừng nào ngon. Cứng quá. Wow, ôi nhỏ vậy. Gừng ngon. Nhánh nó đi. Lúc này á, ăn gừng cho nó ấm bụng. Xong rồi để lá luôn cưng. Để lá luôn cho chị. Wow, cái này nó nhỏ nhưng mà nó ngon. Để lá luôn cho chị. Bé tí đi ra kìa, chào cả nhà. Chào cả nhà. Em gái thấy cái dây này nhỏ lên thêm quận đó. Rồi, đi vô con ơi. Đúng là cuộc sống ở quê. Đi vô ăn cơm hả cả nhà ơi. Cái cá chắc cũng cạn rồi đó cưng. Giờ mấy cây mai lá nhiều ha. Bẻ chuối, con chuối mình thấy bẻ chuối. Mà cái trái chuối này á, nó còn nó đẹp á cả nhà, cái nó ăn cái nó bị làm như nó hơi bị dai á cơ. Không có giòn nha. Mình ăn á là mình cái trái nè. Trái nào nó không giòn cái giòn thấy nó không đẹp. Vô nhà thôi. Cây cà na có trái mà cưng không có làm cây gì để thụt hết trơn mà. Ồ, cái trái bự này cái nhà. Ôi đi mà nó lẹ quá à, mới thấy 2-3 bữa này mày kìa, ở ngoài đó chắc bình mạnh. Thấy cái thèm muốn ăn cơm thì chắc thấy ngon quá. Rồi vô con cá cây rồi ăn cơm dễ vào thấy. Thường bữa mình sắc cho thấy không ngon cưng, bữa nay để nguyên vậy đó. Với mấy cái nhánh gừng này cho nó ấm bụng mà cả nhà. Wow, cá gần được rồi, không mình để chừ miếng nước chấm đi. Đúng rồi. Ồ, ớt bên nãy hái nè. Cái chùa lại ăn trái hay ăn trái thì chị ăn thử coi. Trái hay trái coi nó cay không. Nó giòn. Nó thơm. Chừa miếng nước đi cưng ơi. Chừa miếng nước ha. Ừ, bỏ miếng tiêu vô miếng tiêu. Tép mỡ bỏ chưa? Chưa. Bỏ miếng tiêu vô ha, bỏ tép mỡ. Tại nãy mình thắng nước màu không có mỡ ở cái nhà. Mình để cái tắt lửa rồi mới bỏ tép mỡ vô. Nghe mùi tiêu nó thơm đó, bụng quá.
tép mỡ còn ít tép mỡ, ghét nha, mình mua cái thịt nó tép quá. Ớt này cay nha, sặc luôn á. Nghe cái mùi là cay ha. Rồi tắt lửa được rồi cưng ơi. Dạ. Đang ăn cơm đó bụng quá, đứng đây chịu hết nổi. Ăn cơm thôi cả nhà ơi. Thơm lắm cả nhà ơi, cả nhà mà có ngồi kế bên cái ơ cá này coi. Thơm mà ngon. Còn thêm cái dĩa rau. Đúng là người ta nói cuộc sống ở quê là gì đó cả nhà. Như hôm nay mình ăn cái món này là không tốn tiền nha, tại đồ nhà. Còn này thì đồ đi bắt. Ăn cái chén cơm trắng này ngon lắm cả nhà ơi. Giờ đói bụng ăn cơm thôi cả nhà ơi. Bữa nay em gái kho cá này ngon với dĩa ra thì quá ngon cả nhà. Bữa nay cá ngon quá rồi. Cơm đi đâu vậy? Để em cơm. Dạ. Yeah. Cái cá đẹp quá mà. Còn cái gì nữa? À mơ miếng bầu luộc với miếng nha. Không muốn tình dưa. Ờ, vậy nãy em chưa để vô quay cho đẹp. Rồi bây giờ em và em gái á, mời cái nhà ăn cơm và chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ, ăn cơm ngon miệng bên gia đình với cái nhà. Giờ mình ăn thôi cả nhà ơi. Em mời cả nhà ăn cơm. Ồ. Cái ơi này ngon quá. Thôi để cái ly nước để với hạt cá. Ồ. Hấp dẫn cả nhà. Đúng rồi, phải nói là màu đen ngon lắm cái gì. Không có chặt được ngon. Rồi đó nhà phải tốt rồi đó nhà. Còn cá bóng dừa. Mời cái nhà nha. Không ăn liền nó miệng nó ngon. Ở kìa chị ăn cá chớ là ngon không? Chớ nãy mới bẻ cái nhà. Ngon, cay không? Ớt là cay quá cả nhà. Bóc này. Làm dưa. Có chua chua ngọt ngọt. Nãy có bồng bỏ bể ra. Hơi bể ra đã ngon. Đó. Mới làm cay thì mất cục cả nhà. Không muốn ngon. Làm ăn thấy bồng cua rồi cả nhà. Mặt luôn lên đó. Cá bóng dừa ngon không? Ngon ha. Ngon không? Ngon gì bằng. Đâu dữ hả? Anh dẫn cá nước qua đi rồi. Lỡ còn biết ăn luôn cả nhà. Cay lắm hả? Cay, em ăn không? Không dám. Ăn ớt luôn. Nó làm dưa nhưng mà nó nó cay ngọt quá không? Nó ngon không được. Cắm đầu thôi. Ăn cái à. Cái đá đủ đủ, em ăn miếng thử muốn không? Thơm quá, thơm đủ đủ quá. Không hả? Nó dẫn mùi ngọt. Cứ giòn. Có chút trứng. Chữ ui ăn món là ngon cơ. Ăn ngon rồi. Ăn bể bụng hôm nay. Chắc mỡ. Mỡ rồi bụng. Mỡ rồi giòn. Nó nhẵn nhưng mà dễ ăn cả nhà.
đắng đắng đó. Rồi má này cũng ngon, nó không không đắng không nhão vậy. Đúng không? Còn đây là cá chập. Trứng ngon. Quá ngon. Tâm nước cháo. Chú nào, chú mà bé quá chú mà. Chắc hả? Ừ. Ngon. Tự nhiên nó đủ đủ. Phải cái cây mà cành nào thấp thấp á, để được. Nó cao quá cả nhà, không dám leo. Hôm qua mấy đứa nó bẻ được mấy trái cả nhà, có bự không? Ừ. Bẻ không có được. Nãy nè, nãy qua mấy trái bẻ mới gọi là cho thấy. Trắng. Lắng nhưng mà nuốt chưa đúng không? Ừ. Nhưng mà bữa hổm ăn món rút không đánh nè. Còn trên lại chúng ta. Nó không có không đắng mấy nào không? Đúng rồi. Chỗ không đắng. Chứ là gừng. Đắng. Đắng thật khắc. Đắng mà cá mình ăn với trứng cá. Giờ mình ăn gừng. Ngon không? Ngon lắm. Ngon hả? Cây không? Không. Đừng nói lùng mình đó, không phải lùng Thái đâu. Hôm nay ăn cơm đủ loại rau cả nhà. Ăn gừng. Này, mới là dân ớt. Ăn cay, cay, chua, ăn chát. Ăn đủ nó đắng, rồi tới chát, rồi tới ăn cái gừng. Ngon quá. Bữa ăn không tốn tiền. Rồi trứng nè. Trứng cá sạch. Không lắm. Quá ngon. Nó ngon. Ăn gà với cá cũng ngon. Đúng lậu quá. Ăn một miếng bếp mặn. Cái là trời á, trời mưa ô tô gì đó mà ăn cơm ngon tới đỏ không cách chặt nè cả nhà. Bệnh gần ngày chị mang cơm quá có nhiều mà ăn bỏng hết nữa. Ừ, để bầu em ăn nhiều lắm tại có dĩ bầu bữa nãy thương không có chuyện nói dĩ bầu quay lên nó đẹp lắm luôn. Ăn gà bằng chua cái nó chua chua cái ngon hả? Nó quế rồi không? Cái mùi gì không? Không hết trái. Ngon. Mình kho còn nước với nhà. Ngon quá. Đúng không? Bẻ hai đó đủ, hai chị em ăn có không? Đó. Cá mấy à? Gá nữa, còn không có một con.
bò hầm cá mắm bún có cả nhà nó không có đắng, mà bữa nay nó ăn thì nó đắng, mà nó chậm rồi, đắng hả? Ừ, thử coi, chậm, nó đủ quá, ngon quá. Nóng não nữa. Đắt. Cộng đắt. Ừ. Cộng ngon. Cộng không đủ ngon quá trời cả nhà. Vì gộp với cộng nó đủ ăn thịt. Cộng nó đủ ngon quá cả nhà. Ừ. Anh nói vòng vòng nó ngọt ngọt như là cái dạng như là nó mệt như là măng. Ừ. Mặt lá đắng nè. Lá đắng. Ừ. Cơm xong cũng uống. Mời cái nhỡ nước đậm thêm nha. À, nó đã. Mới giờ đã cả nhà. Ngon và nó quá trời cả nhà ơi. Nếu cả nhà thấy những món ăn á đơn giản mộc mạc và ngon, cả nhà nhớ thương yêu kênh của Nhung Võ Vlog, cả nhà nhớ xem ủng hộ video và nhớ đăng ký kênh và like cho Nhung Võ Vlog một like nha cả nhà. Cả nhà nhớ xem video tiếp theo, cả nhà cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn video tiếp theo cả nhà ơi. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.